Tập 42. Như sáng nay lúc ta đi thỉnh an mẫu thân, cũng không nghe mẫu thân định gặp mật tỷ. Đây Du Ngôn, chúng ta về thành trước đi. Tam công tử, Trần đại nhân, Tam công tử, Trần đại nhân, chuyện gì vội vã vậy? Trước công việc nghiệp thành rồi, ra về rồi, bình định được Động Ngô rồi sao? Không phải, chú công dùng dây sắt khóa chặt thuyền, nghĩ là qua sông như vậy sẽ đi như trên mặt đất. Trình Dục từng khuyên can, nếu địch dùng lửa đốt thì sẽ không thể tránh khỏi. Chú công tưởng là chỉ có gió tây, gió bắc, không ngờ có gió đông nam. Đào ngờ sao vậy? Và Cát Lượng mượn gió đông, Chu Du đốt cháy thuyền chiến, quân ta tử trận vô số. Vậy cha ta sao? Cha ta có bình an không? Cũng may năm đó chú công tốt với Quan Vũ, Quan Vũ ở Hoa Dung Đạo đã thả chú công đi. Bây giờ Cha Tam công tử, Tam công tử, Tam công tử. Chích gãy chung vùi trận xích bích. Tham kiến phụ tướng, tham kiến chúa công. Đứng lên đi. Tào Tháo bại trận bỏ hận. Từ nay Tam quốc phân đối lập. Chỉ thấy cha già đi loạn choạng. Tự Kiến, có Hài Nhi. Mấy tháng không gặp, con trai Tự Kiến của ta anh dũng hơn rồi. Mấy tháng không gặp cha hiền, nhưng tóc cha đã thêm bạc. Trận chiến xích bích, trời không giúp ta, nhưng hoài bão chí lớn của lão phu vẫn chưa lụi tàn. Cha, người gần già cằn cây là trụ cột của đất nước, nói gì đến lụi tàn. Đúng vậy, tướng gia, chỉ một thất bại nhỏ cần gì phải để tâm. Tin là Tào gia chúng ta lâu rồi chưa có chuyện vui, phải nên náo nhiệt một phen, xua đuổi giận đen mới đúng. Phu nhân nói đúng, lão phu từng muốn đưa Tào Tiết vào cung, không ngờ lại trì hoãn đến nay. Phu nhân, cũng may nàng nhắc nhở. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Tự Kiến, Tự Kiến, trước đó di phu từng bảo con đi chuẩn bị tuyển quan, đưa tam tỷ con vào cung. Con mau đi chuẩn bị đi, tuân lệnh. Chờ sau khi gả con thì có thể chuẩn bị hôn sự cho con trai ta rồi. Lão gia, đến lúc đó phải tổ chức thật náo nhiệt, đó là đương nhiên.
Phu nhân, ngài thả ta xa, thả ta xa. Ngài nàng, nàng sao nàng lại bạo lực như vậy? Còn không phải tại ngài ngốc sao? Ngài đột nhiên ôm ta từ phía sau, ta còn tưởng là kẻ xấu. Trong phủ chúng ta sao có thể có người xấu? Hơn nữa nàng như vậy ai lại thiếp như vậy thế nào? Ngài nói đi, có giỏi ngài nói đi. Ta nhớ nàng quá, vì vậy muốn gặp liền muốn ôm nàng thôi. Nào kéo ta một cái. Tự ngài đứng lên đi. Được được được, tự mình ta đứng dậy. Ngài có sao không? Ngài lừa ta. Nàng đừng giận mà. Nếu ta không làm bộ, sao lại ôm được nàng chứ? Ngài tưởng ngài như vậy là ăn chắc rồi sao? Nàng sao? Sao lại xấu như vậy? Nàng xem đại ca Tam Đệ đều có gia nhân bầu bạn, ta khó khăn lắm mới gặp được nàng, nàng lại không biết dịu dàng với ta. Nàng muốn làm gì? Thế nào, còn đau không? Phu nhân xoa xong, ta lập tức khỏi rồi. Thôi đi, ai là phu nhân của ngài chứ? Mẹ chỉ thương nói ta biết rồi. Nhà phụ đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Vì vậy sau này ta chính là phu quân của nàng. Tất nhiên nàng cũng chính là phu nhân của ta. Thế nào, ngày đại hôn của chúng ta, liệu nhà phụ người có đến không? Bây giờ Tào Quân đang giao chiến với Thục Ngô, cha ta thân là tướng lĩnh Ngô Quân, sao có thể tham gia hôn lễ của chúng ta chứ? Thật là đáng tiếc. Đúng rồi, lúc các ngài giao chiến trên chiến trường có tin tức của cha ta không? Ngài yên tâm đi, quân ta giao chiến với Thục Ngô vẫn chưa gặp qua nhạc phụ đại nhân. Cho dù gặp được, ta cũng tuyệt đối không làm hại người. Cùng lắm ta bắt ông ấy lại, sau đó thì sao? Cùng lắm ta mời ông ấy về đây, ở lại nghiệp thành với phu nhân, cũng tránh được chuyện đánh đánh giết giết. Câu này còn nghe được. Chỉ cần phu nhân vui, chuyện gì ta cũng làm. Đúng rồi, ngài có biết chuyện Tử Kiến và Chân Tỷ Tỷ không? Nàng cũng biết rồi à? Thôi Lệ nói với ta rồi. Đại ca thật quá thủ đoạn. Quỳnh ấy đã đi tìm mẹ, giúp Quỳnh ấy đi cầu xin cha đồng ý hôn sự của Quỳnh ấy và Chân Mực. Đêm đó ta nghe được tin đi báo với Tam Đệ. Kết quả để nghỉ ngơi sớm, ta không kịp nói với đệ ấy. Ai ngờ ngày hôm sau ở Đồng Tuyết Đài, phủ tướng đã tuyên bố hứa hôn Chân Mật cho đại ca, Thôi Lệ hứa hôn cho Tam Đệ. Chỉ trách họ không có duyên phận. Quá sai là như vậy. Nhưng mà ngài biết không, Tử Kiến từng đi gặp mẫu thân của ngài, nói thật chuyện của ngài ấy và Chân Tỷ Tỷ. Mẫu thân ngài cũng đã đồng ý tác thành cho Tử Kiến. Giờ này đại ca và Tử Kiến quan hệ không được vui vẻ, một nữ nhi nha ta cũng không biết làm sao mới tốt. Sao là như vậy? Hơn nữa bên cạnh đại ca bây giờ có thêm một nữ nhân tên Quách Tiếu, nghe nói cô ta là ca kỹ ở Nam Bì. Thôi Lệ miêu tả người này không hề đơn giản, ta lo cô ấy sẽ chia sẻ Tử Kiến và Chân Tỷ Tỷ. Quách Tiếu chẳng lẽ là người phụ nữ lúc ta theo phụ soái xuất chinh ôm đại ca trước mặt mọi người không chịu buông ra đó sao? Sao chứ, ngài biết cô ta? Ta nói ngài biết, ngài không được dây vào cô ta. Nếu để ta biết được, ta không tha cho ngài đâu. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Tào Chương ta cũng đâu phải chưa gặp qua nữ nhân, huống hồ cô ta còn là của đại ca. Nghĩ lại một ca kỹ cũng không làm được chuyện gì tổn hại Tam Đệ. Mặc kệ cô ta đi, hai chúng ta lâu rồi không gặp, ta dẫn nàng đến một nơi đi dạo trò chuyện nhé. Nào, nào ngồi đi, ngồi đi. Hai người nên nói gì thì nói, nên bàn gì thì bàn, trò chuyện tử tế. Tử Yên, chúng ta lánh mặt đi. Tiểu thư, hỏi kỹ lưỡng, chứ đừng để Tử Yên lo lắng.
Ban ngày ban mặt, có chuyện gì được chứ? Hơn nữa hai người bọn họ đã không nói nữa. Mật Di, ta nghe nói ta biết chiếc vòng ngọc này ngài làm sao lấy được, là ta lấy từ trên tay của nàng xuống, từ trên tay ta. Ngài Mật Di, là ta. Hôm đó nàng ở sảnh điện chạy ra cửa, sứ quan vì thế mà lòng rối ren. Uống rượu sầu để trút nỗi giận, trong lòng chỉ nhớ đến một mình nàng, một mình nàng. Mật Nhi, đêm đó không yên tâm nàng, càng muốn an ủi nữ gia nhân. Mượn sự bảo gan đi vào phòng, thấy nàng mỉm cười ngủ trên giường. Ngủ trên giường, ta đang ngủ trên giường, nhưng mà sao ngài lại... Bực gì à? Ta say mê điên đảo vì nàng. Sử hoàng lại uống rượu say khướt, thấy nàng ngủ mơ ở màn che. Đêm đó cùng nàng kết thành đôi, kết thành đôi. Mật Nhi, đừng qua đây. Nàng đừng như vậy. Nàng đừng như vậy có được không? Trong sai ngàn sai đều là ta sai. Nhưng nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng. Ta hơn nữa, bây giờ Mật Nhi à, phụ tướng đã đồng ý hôn sự của chúng ta. Cưới nàng về chỉ là chuyện sớm muộn. Chúng ta xem như động phòng trước vậy. Ngài Tào Phi, uổng công ngài từ nhỏ đọc sách thánh hiền, uổng công ngài tự xưng đại trượng phu, nhưng lúc say làm nhục nữ nhân yếu đuối, chỉ đành tự dẫn xuống âm ti. Là ta nhất thời mắc sai lầm, cũng vì quá yêu Mật Nhi. Bất cứ điều kiện gì ta cũng sẽ làm, chỉ cần cùng nàng kết tơ duyên. Điều kiện đúng, bất cứ điều kiện gì chỉ cần nàng nói, ta đều đồng ý với nàng. Kiếp này đã từng duy với Tử Kiếm, trăm mối tơ tình như giấc mộng. Hạ
hạ mình dục chí giúp tử kiến, giữ chức thế tử ở trên cao. Chư bậc không thích danh và lợi, ngôi vị thế tử cần từ bỏ. Bây giờ đang mang con của ngài, chờ con xa đời mới kết phu thê. Mật Nhi, ta có thể từ bỏ ngôi vị thế tử, nhưng mà phải đợi Hài Nhi xa đời. Chuyện này e là hãy đạp quá tiếu làm thiếp trước. Ta mới bái qua đường với ngài. Nếu ngài không tuân theo điều kiện, ta lập tức cắn lưỡi chết tại đây. Nương tử, nương tử tốt của ta, đứa con này là cốt nhục của nàng, cũng là cốt nhục của ta. Nàng yêu quý nó, ta cũng yêu quý nó, tất cả theo ý nàng, theo ý nàng. Từ Kiên, ta có lỗi với chàng, có lỗi với chàng. Quý cô nương, ta không yên tâm tiểu thư, ta phải xem thử. Cô yên tâm, cô không cần đi đâu. Thật sự không cần đi. Đi cô nương, sao cô lại ở đây? Thôi cô nương à, ta chưa tỉ tỉ đâu. Cô có biết mấy hôm nay Tam công tử đều đang tìm hai người không? Ta sao cô làm sao vậy? Ta chưa tỉ tỉ ở đâu, ta phải đi gặp tỉ ấy. Cô không được đi, bởi vì Tử Hoàng và tỉ ấy đang bàn bạc một chuyện rất quan trọng. Vậy bây giờ cô không đi gặp tỷ ấy được. Quách cô nương, ta tôn trọng cô là khách, nhưng cũng mong cô tôn trọng bản thân mình. Thưa cô nương, ta nghe nói cô vẫn luôn yêu Tam công tử, nhưng tại sao cô lại làm bộ làm tịch để Tam công tử gian díu với người phụ nữ khác? Cô sao vậy, ta nói sai sao? Vậy ta nên chúc mừng cô mới đúng. Tâm nguyện của cô sắp được thành hiện thực rồi. Quách cô nương, Quách cô nương xuất thân danh môn, quả nhiên khéo ăn nói. Thôi lệ đi đâu không cần cô bận tâm. Tử Yên, tiểu thư nhà cô xuất của ở đâu? Ta phải gặp tỷ ấy. Ta thôi cô nương à, thôi cô nương, ta Tử Yên, thôi cô nương, cô nhục mạ quá tiếu ta thế nào ta cũng không so đo, nhưng mà cô cũng phải thông minh một chút. Tuy cô có thúc phụ Thôi Nhiễm của cô chống lưng, nhưng mà cô cũng đừng có quên ta còn có đại công tử làm chỗ dựa. Vì vậy tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Hay cho Quách Tiếu, tiêu rồi,
e là sự việc có thay đổi. Ta phải đi nói với Tam công tử. Phu nhân, nàng chắc chắn không nói sai? Ta cũng không nghe nhầm chứ? Ngài không nghe nhầm, thiếp cũng không nói sai. Người tử kiến yêu chính là chân mật. Vô lý. Chân mật đó lớn hơn Tử Kiến đến mấy tuổi? Con cháu danh môn, nam nhỏ nữ lớn, làm sao mà hứa hôn? Tính ra tuy tuổi tác của chúng kém nhau vài tuổi, nhưng hai chúng nó thật lòng yêu nhau. Phu nhân, theo ý phu nhân phải làm sao? Hôm đó ở trên động tuyết đài, ta đã trước mặt chúng thần tuyên bố chân mật sẽ lấy tử hoàng. Chuyện này làm sao mà thay đổi? Tước gia, không phải thiếp muốn nhiều chuyện. Thiếp thấy hay là ngài triệu Tử Kiến và chân mật gặp mặt hỏi rõ ràng, để tránh sau này tác thành nghiệp duyên. Chuyện này ta tự có tính toán. Nhiều tháng không gặp bạn tâm giao. Tam công tử, đức tổ, nói chuyện trời đất quả thương thiết. Đây, tại sao không thấy chân mực? Có phải Tự Kiến giấu giai nhân? Đức tổ lâu nay thích nói đùa, sao lại che giấu nữ hồng nhan? Lâu ngày không gặp mặt mật tỷ, có phần nhớ mong lòng rối bời. Lâu ngày không gặp đã nhớ mong, một lòng chỉ quan tâm nữ giai nhân. Nhưng nào có quan tâm cho ta, trong lòng lo lắng cho Dương Tu. Đức tổ, quên xem, ta nói không sai chứ? Bản thân gì đó đều không so được với nữ nhân. Ta đương nhiên quan tâm đức tổ rồi. Quan tâm hơn cả chân cô nương sao? Dư Chu Bộ đúng là có lý không tha ai. Đúng vậy, Tam công tử mặc kệ ngài ấy. Nếu không, ngài ấy sẽ được đà lớn tới. Không phải thôi đại nhân, có câu đó có lý đi khắp thiên hạ. Dương mổ có lỗi gì chứ? Ngài không sai. Có điều Dư Chu Bộ, huynh đệ đây hơn ngài mấy tuổi, có mấy câu chân thành muốn nói với ngài. Dương Tu lâu nay kính trọng Trần đại nhân, có việc gì cứ nói thẳng. Câu này của ngài nói sai rồi. Đã đắc tội người khác,
Ngài nói xưa nay kính trọng Trần đại nhân, lẽ nào là coi thường thôi Diễm ta và Giả đại nhân đây? Chuyện này Đức Tổ không phải ý đó. Quân ấy tính tình quá thẳng thắn, thích trêu đùa người khác mà thôi. Đúng vậy, Tam công tử có biết chúa công suýt nữa đã giết Dương chủ bộ không? Phụ soái muốn giết Đức Tổ, tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Nhưng tôi chẳng qua đoán trúng tâm tư của chúa công mà thôi. Suốt cuộc là chuyện gì? Sự việc là thế này. Xét theo địa hình, quân ta leo qua núi, vượt qua khe núi, nhất định chặt đứt đường lui của Đông Ngô, nhất định có thể làm được. Lần này trước có thủy quân của ta, sau có tinh binh gọng kìm, nhất định có thể một lần đánh tan liên quân Tôn Lưu. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu tử Tôn Quyền đó tưởng Tào Tháo ta thiếu thủy quân sẽ không thủy chiến, nhưng nào ngờ ta đã bảo Tử Văn xây dựng thủy chuyến, huấn luyện thủy quân ở hồ Quyền Vũ. Trận chiến nhất định tiêu diệt Lưu Bị, Tôn Quyền có thể sẽ thành đại nghiệp. Đại nghiệp phục hưng chỉ còn là thời gian, chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng, chúa công nói đúng. Đúng vậy, không sai. Dương Tu, chúng thần đều mỉm cười gật đầu. Tại sao khanh cao mày lắc đầu? Bẩm chúa công, cao mày là vì thần cho rằng nếu quân ta vào khe núi thì sẽ không ổn thỏa lắm. Tuy có thể chặn được đường lui của Đông Ngô, nhưng nếu thuộc quân tấn công phía sau quân ta, vậy chẳng thể nào như cá trong chậu, trước sau bị chặn sau. Thần lắc đầu là vì Giang Đông giỏi về thủy chiến. Con cháu Giang Đông ai nấy đều như giao long dưới nước. Nhị công tử tuy huấn luyện thủy quân ở hồ Quyền Vũ cũng đã lâu ngày, nhưng làm sao biết thủy quân Đông Ngô ngày ngày huấn luyện dưới sông? Vì vậy thần chỉ đành cao mày lắc đầu thôi. Dương Tu, không lẽ khanh nghĩ là thủy quân Tào Chương không đấu lại Đông Ngô ư? Đấu lại hay không Dương Tu không dám nói. Có điều quân ta nếu xuất binh, nếu không thể bày mưu tính kế, suy tính chu toàn, sao có thể khắc địch chế thắng chứ? Ngài Dương Tu, Tử Văn 5 tuổi theo phụ soái vào quân, đánh vô số trận chiến, sao có thể sợ một Đông Ngô nhỏ nhoi? Tào Chương tự cho rằng chắc chắn đánh bại được thủy quân Đông Ngô. Đúng vậy, vì công tử đã huấn luyện nhiều ngày, nhất định nắm chắc phần thắng. Có câu kêu binh tất bại, ai binh tất thắng. Nay Tôn Nguyên và Lưu Bị liên quân, đồng thời liều chết chiến đấu với quân ta, vì công tử sao có thể khinh địch? Làm sao có thể khinh địch chứ? Dương Tu, ngài, được rồi, hai người không cần tranh cãi. Kế sách đã định, cứ theo đó thực hiện đi. Dân, dân. Bẩm chúa công, kẻ địch gửi chiến thư. Váy yếm trôi theo nước, hai người qua cầu gỗ, cảnh đẹp không tâm trạng, cảnh đẹp không tâm trạng, cần phòng giao kẻ xấu. Đây lý gì thôi Diễm? Khanh xem đi. Như đại nhân, đây Dương Tu, hình như khanh đã hiểu được ẩn ý ở bên trong. Thần tất nhiên hiểu. Thần còn biết người làm thơ này này chính là Gia Cát Khổng Minh.
Dư chủ bộ chi bằng nói ra ẩn ý bên trong đi. Dân váy yếm trôi theo nước là cô gái ở bờ sông, là chữ nhữ. Hai người qua cầu gỗ, chữ mộc thêm hai nét ngang là chữ lai. Cảnh đẹp không tâm trạng, ái bỏ đi tâm là chữ thụ. Cần phòng gia kẻ xấu, chữ đãi thêm chủy là tử. Người làm bài thơ này ngoài Gia Cát Lượng, tự cho mình thông minh ra, còn có thể là ai được nữa? Tốt, Dư chủ bộ tài hoa hơn người, tài trí thật nhanh nhạy. Chú công đã sớm hiểu được ý, chỉ là đang kiểm tra Dư chủ bộ mà thôi. Được rồi, Thôi tiên sinh, ngài không cần che đậy cho lão phu nữa. Tuy lão phu cũng đoán được, nhưng cũng không nhanh nhạy như Dương Tu. Thần nào dám so sánh với chúa công. Gia Cát Lượng này dám trước mặt của bổn tướng khoe khoang văn thơ, ta phải xem thử hắn có thủ đoạn phi thường nào. Các vị nghe lệnh, ngày mai canh năm khởi hành xuất binh. Dân. Dư đại nhân, hai vị đại nhân, Dư đại nhân, Dư lão đệ, không phải lão phu nói ngài, chúa công tuy quý người tài, nhưng cũng không cho phép có người quá tự cao. Dư chủ bộ tuy có tài cao, nhưng cũng tự cao tự đại. Đúng vậy, chỉ với bài thơ hôm nay liền biết Dương lão đệ tài cao hơn người. Nghe chúa công nói liền biết hàm ý ở bên trong, nhưng lại không che giấu tốt để chúa công nói trước. Ngài có biết như vậy sẽ gây đại họa hay không? Hai vị đại nhân, khi nãy Dương Tu lúc nghị sự trong lều dám mạnh dạn khuyên răn, chẳng qua là muốn san sẻ với chúa công. Lẽ nào như vậy cũng là sai sao? Dương đại nhân, ngài đúng là cố chấp. Thôi đại nhân, Dương Tu cho rằng chúa công là anh hùng thương đời. Dương Tu mạnh dạn khuyên răn ba vị đại nhân. Ở đây sao? Tướng quân đang ở đây nói chuyện phiếm thôi. Tào Hưu truyền khẩu dụ của chúa công, đêm nay khẩu lệnh quân doanh là sụn gà. Sụn gà? Sụn gà là lệnh gì? Tào Hưu không biết, khi nãy thừa tướng đang dùng thiện. Tào Hưu đi xin khẩu lệnh, thừa tướng tay đang cầm một cục sụn gà, nói là khẩu lệnh đêm nay là hai chữ sụn gà. Sụn gà. Ba vị đại nhân, Tào Hưu cáo từ. Dư chủ bộ tại sao lại cười? Đúng vậy, cái gọi là sụn gà chỉ còn lại gân xương không có thịt, ăn vào vô vị bỏ thì đáng tiếc. Trong lòng chúa công nhất định đang lo lắng vì chuyện xuất chinh ngày mai. Dương mẫu suy đoán chúa công sẽ hạ lệnh thoái binh. Dư chủ bộ nắm chắc như vậy sao? Dạ đại nhân, Dương mẫu đi thu dọn hành trang trước. Nếu chúa công không thoái binh, Dương mẫu bằng lòng dâng lên cái đầu trên cổ. Hai vị đại nhân cáo từ. Ta thấy cũng chưa chắc.
Thưa đại nhân. Dạ đại nhân. Tử văn phụng lời phụ soái đến đây. Nhị công tử, không biết chúa công có quân vụ gì? Phụ soái đã hạ quyết tâm tạm thái binh không vào khe núi để tránh trung kế của kẻ địch. Mưu trí của Dương chủ bộ quả nhiên hơn người. Dạ đại nhân, xem ra mưu trí của ta và ngài còn thua xa Dương chủ bộ đó. Thôi đại nhân. Dạ đại nhân. Hai người đang nói để ý gì vậy? Không có gì, chỉ là Dương Tu đã sớm đoán được suy nghĩ của chúa công. Dương Tu này quả thực có chút bản lĩnh. Có điều phụ soái khi nãy cũng vì thế tức giận. Phụ soái nói rằng nếu không phải nể phục tài năng của Dương Tu, chỉ dựa vào việc ngài ấy cậy tài khinh người, suy đoán tâm tư phụ soái đủ điều, sớm đã xử tử rồi. Đây, ta đã nói rồi, Dương Tu này sớm muộn cũng chuốc họa vào thân. Có chuyện này sao? Nếu không phải tôi đại nhân và giả đại nhân nói thật trước mặt lão phu, lão phu còn không dám nói ra. Chỉ muốn khuyên Dương chủ bộ. Các vị đại nhân lo xa rồi. Chúa công là một bậc anh hùng, tấm lòng tể tướng như biển cả. Có lỗi lầm sao lại không gánh chịu chứ? Đức tổ phụ tướng xưa nay yêu quý người tài, nhưng không thích bị người khác suy đoán tâm tư. Nếu đã như vậy, Dương Tu cần gì nhận chức chủ bộ, bày mưu tính kế cho chúa công? Thần tham kiến chúa công. Thần tham kiến chúa công. Hài nhi bái kiến phụ tướng. Miễn lễ. Tạ chúa công, tạ phụ tướng. Nói rất đúng. Bổn tướng sau này sẽ coi trọng tài năng của khanh. Sau này khanh phải bày mưu tính kế cho Tào Doanh ta nhiều hơn, suy tính sách lược cho nhà Hán. Tạ chúa công, thần không dám. Tử kiến, có hài nhi. Chuyện mà di phụ căn dặn con đã chuẩn bị xong chưa? Bọn phụ tướng tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Ba ngày sau là ngày lành tháng tốt, lão phu sẽ bày tiệc quần thần ở Đồng Tước Đài. Lần này ta gả con vào cung. Chúc mừng chúa công. Kể từ hôm nay, từ cổng Tư Bả qua phố Đồng Đà đến cổng Tuyên Quá, liệt vào con đường di hành. Bất cứ ai cũng không được đi qua. Kẻ làm trái, trảm. Thần tuân lệnh. Thần tuân lệnh. Mật tỷ, Quế Ngọc ở đây. Mật tỷ tại sao lại không ở trong phòng? Mấy hôm nay nàng ấy đều không có trong phòng. Suốt cuộc đã đi đâu? Mật tỷ, nàng đang tránh mặt ta sao? Tại sao vậy? Có phải phụ tướng đã về? Bởi vì nàng sợ xấu hổ, vậy nên không dám gặp mặt ta không? Mật tỷ...